gánh vác trên vai tuổi già. Chưa hiểu bao năm đến nay con chưa đau đớn, nhìn lại mẹ cha tóc xanh nay đã ngả màu. Ngày rằm vu lan đàn con xin nguyện thành tâm, lại Phật Quan Âm giúp chúng sanh luôn an lành. Hãy giúp cha con sống vui bên con suốt đời, phù hộ mẹ con sức khỏe dồi dào cho con cháu. Mẹ hỡi cha ơi, con muốn ba khắp bốn phương trời, gặp biết bao người, không ai thương con bằng mẹ với ngày 13 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý tại chùa Minh Hiệp, ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu dâng cúng pháp y nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Quang Lâm chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Quang, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Xuân Lộc, Hòa thượng Thích Thiện Đồng, trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc, trụ trì chùa Giác Huệ, Thượng tọa Thích Thiện An, trụ trì chùa Thiên Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Thiện Trí, Phó thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong huyện Xuân Lộc và đông đảo Phật tử, những người yêu mến đạo Phật đồng về tham dự. Gặp biết bao người, không ai thương con bằng mẹ với cha. Và rồi khi con nhận ra vì con mẹ cha xác son, cơm áo gạo tiền đôi khi làm con quên mất cha mẹ. Mời bao hiếu cho cha mẹ mừng, ly nước dâng cha, chén cơm con dâng cho mẹ, công đức sinh thành, công lao dưỡng dục con khắc ghi trong lòng, công đức sinh thành, công lao dưỡng dục con khắc ghi trong. Tam Bảo. Và ngay sau đây, xin mời quý chư tôn đức cùng đại chúng cùng đón tiết mục múa Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ do các bạn gia đình Phật tử Đức Quang thể hiện. No.
Phật, tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Bồ Tát thường thân kinh. Ngài thọ trì Đức Kiếm Từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không dám kinh xuất các người, vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật. Xin được cảm ơn các bạn thanh thiếu niên Phật tử của gia đình
Phật tử Đức Quang với phần thể hiện tiết mục múa vừa rồi rất là đặc sắc và đẹp mắt, nhẹ nhàng, nên thơ. Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, con dù lớn thì con vẫn là con của cha mẹ, ơn nghĩa đất trời, muôn tội không phai. Có lẽ là những mùa Vu Lan như thế này, những người con từ khắp mọi miền phương xa đất nước đều luôn hướng mình về, cho dù có xa cách mấy thì cũng mong được về gần mẹ, gần cha, nói những lời yêu thương, nói những lời hòa ái để thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình. Và tiếp nối chương trình mở màn, xin mời tất cả quý vị Phật tử chúng ta cùng đến với tiết mục Mẹ ơi, mai con về qua phần thể hiện của ca sĩ Chánh Thu và Thiện Tài. Mẹ chờ con,
để chờ con. Để con đâu ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn để tôi mất mẹ. Một ca cảnh rất là ý nghĩa, và chúng con cũng đã thấy những giọt nước mắt đến từ quý vị Phật tử, chúng con cũng đã thấy những giọt nước mắt đến từ quý chư tôn đức. Ai cũng là những người con hiếu thảo, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Xin được cảm ơn hai tiết mục mở màn cho buổi lễ Vu Lan sáng ngày hôm nay. Và giờ này chúng con xin được kính cung thỉnh quý chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị, chúng ta cùng đồng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Con xin được kính cung thỉnh quý chư tôn đức tăng ni cùng với tất cả quý vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, khi tháng 7 về, khơi gợi trong lòng chúng con những hoài niệm về cha, về mẹ. Đó là lễ Vu Lan báo hiếu, mùa báo hiếu của hai đấng sinh thành. Có cha, có mẹ, chúng ta như có tất cả niềm hạnh phúc của một kiếp người trọn vẹn. Vu Lan cũng là mùa tôn vinh cầu nguyện của những đóa hồng đỏ thắm, vinh dự cài lên ngực áo diễm phúc những ai còn mẹ trên cuộc đời này được yêu thương và trân trọng. Ngày Vu Lan được đeo bông hồng trên áo, chợt thấy mình hạnh phúc xiết bao. Và ngày hôm nay nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tri ân, báo ân của dân tộc Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích An Quang, trụ trì chùa Minh Hiền, tuyên bố lý do buổi lễ báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020 sáng ngày hôm nay. Chúng con xin được kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chí minh, kính bạch chư tôn thượng tọa, chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý phật tử thân mến. Nếu một ngày mai ta không còn nữa, ta có được về bên mẹ bên cha, nói đôi lời thứ lỗi, nói đôi lời cảm ơn, con bất hiếu bao lần con lầm lỗi. Tháng bảy về, mùa Vu Lan báo hiếu năm nay lại đến trong tiếng xào xạc của gió sen mùa. Mùa thu đến sẽ đem lá đi xa, đem cả nỗi buồn rải lên những xác lá vàng khô để chặn lòng ta. Khi ta nhìn thấy hôm nay tóc của mẹ, tóc của cha lại có thêm nhiều sợi vàng, mắt của hai đấng sinh thành còn sâu hơn những dấu chân chim, đoạn đường đi của người đã ngắn lại, mà chúng ta thì vẫn mãi xa xôi cùng những hoài bão, những hoạch định tương lai không có bóng hình của cha, của mẹ. Trong con, cha mẹ chỉ là quá khứ nhạt nhòa, là một thời đã qua, là tuổi già bóng sẽ phải nằm yên trong góc bình sinh chưa thỏa chí của con. Rồi một ngày chợt nhận ra sự vô cảm của ta, chúng ta chỉ biết thốt lên lời cuối tiếng: hôm nay tất cả chúng ta đều
về đây để dự lễ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan hai tiếng thiên nhiên đồng vọng của triệu triệu trái tim thổ thức biết trân quý giữ gìn tinh thần hiếu đạo. Đã từ lâu lễ Vu Lan không còn là lễ riêng của Phật giáo mà nó hiển nhiên trở thành một mùa lễ chung của toàn nhân loại qua cái tên thường gọi là lễ tri ân. Mùa Vu Lan về khiến con người ta nhớ lại hình ảnh đau khổ của thân mẫu ngài của Kiền Liên và làm chúng ta liên tưởng đến người quá cố của chúng ta trong cõi vô hình đang nóng chờ chúng ta tạo nhiều công đức lành để hồi hướng về cho họ. Gương đại hiếu một liên còn vắng bằng, vượt chân gai tìm mẹ báo thân ân, ơn người phương ban rải phước oai thần, nương ánh đạo một liên người hưởng tục. Những giá trị cao đẹp của ngày lễ Vu Lan đã trở thành những giá trị bất hủ của bộ kim để hôm nay và mãi mãi về sau nó là một cái gì đó không thể thiếu trong tất cả chúng ta. Đây những đóa hồng biểu tượng của tình yêu, của sự sống. Đây mùa Vu Lan báo hiếu khắp muôn lâu. Đây hương lòng thơm ngát tỏa nơi nơi. Đây ánh đạo sáng ngời trang lịch sự. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong thế giới của các loài hoa, riêng chỉ có loài hoa mang nét đẹp thanh cao vương giả và tràn đầy sáng sống vương mình trong ánh nắng ban mai. Đó là hoa của tình đạo, tình thầy trò, tình tâm thân, và loài hoa của tình mẹ, hoa của tình cha. Loài hoa ấy luôn tô điểm cho ta cuộc đời, trong cuộc đời ta mãi mãi đẹp tươi. Nơi đây một lần nữa, những đóa hoa này chuẩn bị được cài lên ngực áo của tất cả chúng ta. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, với những điều vừa nêu trên chính là lý do của đại lễ Vu Lan báo hiếu tri ân thánh tuế chư tôn đức dân cúng pháp y nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564 tại chùa Minh Hiền sáng hôm nay. Nam mô đại hiếu bồ kiền liên bồ tát đắc đại chúng sinh. Đến chứng minh và tham dự trong buổi lễ Vu Lan sáng ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Quang, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc, vị trụ chùa Xuân Thạnh xã Xuân Thạnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Đồng, trưởng ban Phật giáo quốc tế, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc, trụ trì chùa Thái Huệ xã Xuân Bắc. Và chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Thiện Trí, phó thư ký ban trị sự phó ban kiêm chánh thư ký ban ban sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Và cũng xin được giới thiệu sự hiện diện chung của quý chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị bằng một tràng vỗ tay thật lớn trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đại thánh Tổ Hiền Niên Bồ Tát. Dân hoa cúng dường Phật, bậc thương xót nhân loại. Dân hoa cúng dường pháp, đạo vị cầu cứu khổ. Dân hoa cúng dường tăng, ruộng phước không gì bằng. Hoa tươi đẹp sẽ tàn, thân giả hợp sẽ tan. Nguyện tu môn chứng đạt, quả chân thường giải thoát. Và ngay sau đây xin mời quý vị tôn đức cùng đại chúng thưởng thức tiết mục dân hoa cúng dường đến từ tấm lòng thành của gia đình Phật tử Đức Quang thể hiện. Thank you.
lạy Phật. Cảm ơn những lẵng hoa tươi thắm, những đóa hoa tình thương, đó là những tấm lòng thành đến từ các Phật tử của gia đình Phật tử Đức Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng,
Mùa Vu Lan báo hiếu là lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam, đậm đà tinh thần hiếu đạo, tinh thần cội nguồn, tinh thần nhớ ơn và trả ơn. Và mùa Vu Lan báo hiếu còn nhắc nhở chúng ta về đạo làm người, đạo hiếu kính ông bà tổ tiên. Và tiếp nối chương trình ngay sau đây, xin mời quý đại chúng cùng đến với tiết mục Vu Lan dân lễ do tiếng hát của ca sĩ Tiến Dũng trình bày. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón anh. Nam mô mười phương tam thế A
xin trên giáng lâm chứng minh rồi cho chúng sanh an lành lên bồ ngộ giác, tu cho chúng sanh phát tâm lành, ban cha mẹ già bình an sống lâu phước tăng. Vào mùa Vu Lan nén nhang tâm thành, xin cầu gia quyến muôn loài chúng sanh thái điều hướng nên nhân dương dưới cha cho thế gian. Nam mô mười phương tam thế A Di Đà, Quan Thế Âm hiển linh. Chúng con xin thành tâm dâng hương mười phương, chân nén hương lòng khấn quyền thành tâm, xin trên giáng lâm chứng minh cầu đời an vui, chướng xưa tiêu trừ lên bờ ngộ giác, cầu cho chúng sanh phát tâm lành, ban cha mẹ già bình an sống lâu phước tăng. Vào mùa Vu Lan nén nhang tâm thành, xin cầu gia quyến muôn loài chúng sanh khải điều thương nên nhặt dương dưới cha thương Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Xin được cảm ơn tiếng ca rất ngọt lành đến từ ca sĩ Tiến Dũng. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, vì ai dáng mẹ héo mòn, vì ai dáng mẹ cõi cồn nắng mưa, vì ai sáng nắng chiều mưa, vì ai hoa đốm phủ đầy tóc cha. Thật may mắn thay và diễm phúc khi chúng ta được sinh trên cõi đời còn có mẹ có cha, ta được truyền thừa hơi ấm từ cha, lại được nuôi dưỡng bằng dòng sữa thơm lành của mẹ. Và sau đây xin được kính mời quý vị tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử chúng ta cùng lắng lòng đến với bức tâm thư diễn đọc về ý nghĩa cài hoa hồng hoài niệm Vu Lan của Phật tử Như Trang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Hội Kỳ Vi Bồ Tát. Kính bạch chư tôn thiện tam ni chúng, thank you.
Con đã bỏ mặc cha mẹ, đêm ngày sống trong sự cô đơn, sống trong
để suốt đời con mãi mãi nói lên lời tri ân và tạ tội cha mẹ đã vì chúng con một đời vất vả. Vậy mà nghĩa ân kia con chưa một lần đền đáp vẹn tròn. Dẫu phải bắt đầu mọi thứ từ ngày hôm nay, nhưng dù con có thờ phụng kính vâng cha mẹ bằng tất cả tấm lòng, thì nghĩa ân kia làm sao mà con trả hết. Mẹ hiền ơi, con chắp tay tạ tội. Mẹ ở đâu biết tìm mẹ nơi đâu. Tiếng kinh cầu chân mẹ bớt niềm đau. Câu hiếu đạo con thấy mình nhỏ bé. Trong niềm hoài cảm sâu lắng đó, lòng ta như ngập tràn bao nỗi nhớ thương giữa đôi bờ còn mất, giữa hiện tại và quá khứ, giữa hạnh phúc và đau thương. Mỗi người con chúng ta hãy kính dâng lên cha mẹ một đóa hồng tinh khiết, tượng trưng cho tình thương cao quý nhất của người con đối với hai đấng sinh thành. Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau một đóa hoa hồng, màu hồng của sự thương yêu như màu máu trong tim mà mẹ cha đã vất cạn một đời hy sinh cho con tất cả. Màu ấy như một điều nhắc nhớ rằng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thâm ân to lớn của mẹ cha mà con phải phụng dưỡng đắp đền. Màu hồng của nhớ, màu hồng của thương, màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi những lo lắng tạo tầng suốt cuộc đời cho con vì con tất cả. Xin bạn hãy giữ trình, đừng bao giờ làm phai nhạt như ấp ủ, nâng niu tình thương của hai đấng sinh thành. Còn nếu bạn bất hạnh vì mẹ đã mất, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa hồng trinh trắng, màu của nhớ thương và cô đơn trống vắng. Đau xót lắm những người con mất mẹ, mất cha mẹ rồi mất hết em ơi. Nhưng em ơi, dù mẹ còn hay khi đã mất, cánh hoa này hoa cha mẹ thiêng liêng. Dù chúng ta đã mất cha, mất mẹ, hay diễm phúc được còn cha mẹ, tất cả đều mang trong lòng nỗi niềm thương nhớ vô bờ. Bằng vô vàn sự kính yêu, hôm nay chúng con kính dâng lên bậc sanh thành bằng tất cả những tiếng nói ấp ủ trong lòng của chúng con. Chúng con thành kính đốt nén tâm hương, kính cẩn dâng lên niệm ơn cha mẹ bằng tất cả tâm thành kính nhất, và không quên phát nguyện rằng trong suốt cuộc đời nếu có sự thành công nào, con xin niệm ơn cha mẹ. Trong suốt cuộc đời nếu có được niềm hạnh phúc nào, con xin dâng lên cha mẹ. Và trong những lời nguyện cầu tha thiết nhất, con xin lắng lòng hướng về cha mẹ. Và giờ đây bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về mẹ cha mình với những gì thiêng liêng và cao cả nhất. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Dạ vâng, đó chính là những cảm xúc chân thật nhất của chương trình Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Minh Hiệp sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn giọng đọc vô cùng truyền cảm của Phật tử Như Trang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trên cuộc đời này có bốn ân lớn mà đời người đệ tử cần phải luôn nhớ ơn và đền ơn. Ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô trao truyền tri thức, ơn tổ quốc bảo vệ độc lập chủ quyền, và ơn đồng loại gián tiếp giúp đỡ. Và trong giờ phút này đây, để tưởng nhớ bốn ân đức lớn của người con Phật cần phải khắc ghi vào giờ phút này,
chúng con xin được thành tâm cung thỉnh quý chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị cùng đồng khởi thân để đến với phút tưởng niệm đến công ơn mẹ cha. Xin cung thỉnh một tiếng chuông gia trì tưởng niệm đến công ơn mẹ cha ngay lúc này. Phúc tưởng niệm tưởng ơn đến công ơn của thầy tổ và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã qua, chúng con chân thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức, kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, Vu Lan Vệ con cài hoa trên ngực áo, đó hoa hồng tưởng nhớ mẹ cha. Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa, bao tâm thức hướng về bên cha mẹ. Ý thức về yêu thương luôn luôn gắn liền với ý niệm về tình mẹ và ngược lại. Đó là nội dung và thông điệp chính trong tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Để gửi đến cho chúng ta vào giờ phút này, xin mời quý đại chúng cùng toàn thể quý vị cùng lắng lòng với nhạc khúc Bông Hồng Cài Áo qua tiếng hát của ca sĩ Chánh Thu. Biết là biết
một chiều nào đó anh nhìn mẹ nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ. Hãy cùng tôi vui sướng đi. Và kính thưa quý vị, và có thể nói rằng tình mẹ, tình cha là một điều gì đó rất là thiêng liêng, không thể nào diễn tả hết bằng lời nói hay là hành động. Vừa rồi chúng ta đã được cảm nhận tình yêu thương đó qua tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và chúng con cũng đã thấy những giọt nước mắt vì hạnh phúc khi quý vị Phật tử còn mẹ, còn cha mình được cai lên ngực áo đó hoa hồng đỏ thắm. Và một niềm hạnh phúc trong đau thương đối với những ai cài lên mình những đó hoa hồng màu trắng, màu của biệt ly, màu của tang thương. Nhưng mà không sao cả, bởi vì bản thân mỗi chúng ta là sự hiện diện của những tế bào ông bà tổ tiên cha mẹ. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta nguyện làm những người con thảo, nguyện sống biết ơn hiếu đạo để hồi hướng những công đức ấy dành cho ông bà cha mẹ của mình. Và chúng con cũng thấy những giọt nước mắt từ quý chư tôn đức tăng ni, những vị xuất trần thượng sĩ cài lên những đóa hoa vàng màu của giải thoát, màu của an lạc, màu của tình thương và sự hiểu biết. Và kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, dân y cúng dường đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống ngàn năm của hàng tăng ni Phật tử. Và ngày hôm nay trong tiết trời Vu Lan, tăng ni và Phật tử tại chùa Minh Hiệp cũng học theo pháp hành của người xưa, sắm sửa pháp y thành tâm dân cúng dường lên chư tăng, ngõ hầu hồi hướng phước báu cho cha mẹ bà con của mình, người hiện còn phước thọ tăng thêm, người quá vãng được sanh thiên giới. Và tiếp nối mạch cảm xúc ngay sau đây sẽ là nhạc phẩm Dân Y Cà Sa với tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Thuận. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đứng chi bà
Sư Bồ Tát. Muốn sang bờ giác phải nương thuyền Bát Nhã, cứu độ song thân ắt phải nương pháp Vu Lan Bồn. Vu Lan là thời điểm chư tăng kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ để trau dồi giới đức, là ngày tăng tự tứ, là ngày mà đạo lực mỗi người thêm phần dồi dào. Và giờ đây xin được kính mời Phật tử Thủy Trần quỳ xuống dâng lời tác bạch cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chư tăng và đạo tràng Phật tử chùa Minh Hiệp chúng con xin được dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, chúng con kính nghe Đức Phật dạy rằng: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, đức tin khó có. Thật may mắn thay, hôm nay chúng con được làm thân người, được nghe chánh pháp và được gặp đại tăng, nên chúng con đã có một niềm tin chân chánh vào ngôi ba ngôi Tam Bảo. Kính bạch quý ngài, chúng con biết rằng có được thân này là nhờ ơn sinh thành dưỡng nuôi của cha mẹ. Cha cho chúng con nghị lực, niềm tin, sức mạnh để đi vào cuộc sống. Mẹ sinh chúng con trong khổ cực 3 năm trong bú mớm 10 tháng cung mang, cay đắng luôn chịu, bùi ngọt lại nhường phần con. Có mẹ
có cha, chúng con cảm thấy mình như có cả một bầu trời hạnh phúc. Với người con hiếu hạnh thì ai cũng tìm cách báo hiếu mẹ, cha. Và chúng con ở đây thật là may mắn khi đều là những người con của Phật, nên vâng theo lời Phật dạy, cúng dường tăng bảo sẽ mang lại phước đức hằng xa. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay nhân mùa an cư đã mãn, ngày chư Phật hoan hỷ đã về, chúng con thành kính khấn tế chư tôn thiền đức nhị độ tăng già. Chúng con diễm phúc được tật hưởng hương hoa hiếu hạnh, nguyện noi theo dấu chân của tôn giả Mục Kiền Liên, thỉnh Phật cầu tăng lập đàn dâng nghi pháp y, để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hiện tiền được vạn sự an lành. Cầu cho cụ Huyền thất tổ cha mẹ đã quá vãn nương nhờ sức chú niệm của quý ngài mà sớm được siêu sinh tịnh cảnh. Lại nguyện cho tất cả mọi người trên cõi đời này luôn là những đứa con ngoan hiền, hiếu hạnh với cha mẹ. Nguyện cho thế gian không còn những tiếng khóc tủi thân âm thầm trong đêm tối, vì đã vĩnh viễn mất đi dòng suối ngọt thân tình từ hai tấm sân thành. Và đây là những chiếc y, là pháp khí, là vật vô giá, là tín vật ba đời của chư Phật được gói trọn bằng cả lòng thành. Chúng con kính dâng lên mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ thọ nhận và chứng minh cho chúng con được vuông tròn hiếu hạnh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Con xin được quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho cuộc đời con. Con xin về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Vừa rồi tất cả chúng ta đã được lắng nghe lời tác bạch của Phật tử Thủy Trần cùng với đội dân y. Chúng con xin được kính tri ân. Tại Pháp hội Đạo Tràng Chùa Minh Hiệp sáng ngày hôm nay, những hình ảnh thật đẹp với những chiếc y áo, những màu y, màu của giải thoát được dâng lên quý chư tôn đức. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị Phật tử của Đạo Tràng Chùa Minh Hiệp, cũng xin được cảm ơn đội dân y rất là nhiều ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thân cận giới xuất gia, siêng nghe giảng giáo pháp, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Vào giờ này xin mời tất cả quý vị Phật tử chúng ta cùng lắng lòng. Chúng con xin được kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Đồng thay Nhọc Hòa Thượng chứng minh ban đạo từ. Chúng con xin được kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lễ Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Quang Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Xuân Lộc. Kính trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa Đại Đức Thích An Quang, trụ trì Chùa Minh Hiệp cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử nơi đạo tràng hiện diện hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Được sự cho phép của Hòa Thượng chứng minh Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Xuân Lộc, chúng tôi xin có vài lời cùng toàn thể liệt quý vị. Mùa Vu Lan đã trở về với người con Phật. Ngày hoan hỷ của chư Phật vì thấy rằng chư Tăng Ni đã nghiêm trì tịnh giới trong 3 tháng tiến tu giới định tuệ. Do đó Đức Phật hoan hỷ toàn thể Phật tử gần xa
nghĩ đến công ơn sanh thành hiếu hạnh của cha của mẹ đã về nơi trụ xứ mà mình quý kính để thiết lễ đàn tràng, dâng pháp y cúng dường, cũng như cầu nguyện cho củ huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu của toàn thể quý vị. Được sự hướng dẫn của đại đức Thích An Quang, quý vị đã trở về đây để thực hành pháp phu lan cúng dường báo hiếu. Đó là một việc cử cao đẹp mà đối với người con Phật, dù xuất gia hay tại gia cũng đều phải tôn trọng và tuân thủ theo lời dạy của Đức Thế Tôn từ thuở xa xưa cho đến ngày nay vẫn còn lưu dấu. Tam y nhất bát là nói với hành trang của những người tu sĩ xuất gia. Y còn gọi là cát triệt. Vì sao gọi là cát triệt? Vì do những mảnh nhỏ ghép lại thành để cho chư tăng chư ni đắp mặt y áo, làm khuôn vàng thước ngọc cho đất tất cả trời người. Do vậy, nếu mặc y giải thoát thì chúng ta sẽ thoát khỏi biển sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Cũng như pháp y là cái mạng mạch, là giới luật của người tu sĩ cần phải gìn giữ. Do đó, cảm động đến trời người cũng như Phật tử gần xa đã trở về nơi trụ xứ này để thiết lễ. Chẳng những năm nay và những năm vừa qua chúng tôi đã từng đến dự đây, và với cái lòng hiếu kính của đại đức Thích An Quang cũng như toàn thể Phật tử gần xa đã quy tụ về chùa Minh Hiệp để tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Chúng tôi thiết nghĩ cái thiết thực nhất trong mùa Vu Lan báo hiếu là chúng ta hộ trì cho chư tăng ni trong 3 tháng an cư kiết hạ và luôn luôn gìn giữ cái nếp sống. Chính bản thân chúng ta, chính người Phật tử phải gìn giữ giới luật mình đã và thọ, cũng như chẳng những mùa Vu Lan trở về ngày này và những năm tháng sau này chúng ta cũng vậy, cũng luôn luôn nghĩ đến công ơn sanh thành của cha của mẹ. Khi Vu Lan trở về, chúng tôi cũng không khỏi ngậm ngùi để nhớ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Do đó, qua những bài ca, những lời đọc của quý Phật tử cảm niệm về công ơn sanh thành làm chúng tôi vô cùng cảm kích và không sao quên được hình ảnh của cha, của mẹ. Một nắng hai sương đã lo cho các con từ thuở nhỏ cho đến ngày khôn lớn. Do vậy, chúng tôi mong mọi tất cả Phật tử gần xa phải luôn luôn nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ bằng cách là nếu chúng ta bận những cái gia duyên ràng buộc không thể nào ăn chay niệm Phật được, thì có thể từ ngày mùng 1 tháng 7 cho đến ngày cuối cùng là 30 tháng 7 chúng ta phát tâm phát nguyện đi ăn chay, cầu nguyện hồi hướng về cho cha cho mẹ. Đó là việc làm thiết thực nhất. Chẳng những đem dâng tịnh tài thịnh vật để cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni, mà chúng ta còn thực hành những pháp lành mà đại đức Thích An Quang đã hướng dẫn quý vị trong những năm vừa qua để quý Phật tử được thể hiện cho được tốt đẹp. Giờ đây chúng tôi thay mặt cho Hòa Thượng Chứng Minh cũng như chư tôn thiền đức cũng xin nạp thọ lễ phẩm cúng dường này và hồi hướng cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng luôn luôn gia hộ cho đại đức được tứ đại điều hòa, sở nguyện sở hành thơi thới, trụ thế lâu đời, để dược dẫn cho hàng Phật tử gần xa được tinh tiến trên bước đường tu nhân học Phật. Và chúng tôi cũng xin kêu gọi sự phát tâm dũng mãnh của tất cả quý vị Phật tử trong lúc đại đức Thích An Quang đã và đang xây dựng ngôi Tam Bảo. Quý vị nên kêu gọi gần xa Phật tử để về đây để ủng hộ cho đại đức được sớm hoàn thành cái công trình mà đại đức đã có công
xây đắp cũng như xây dựng nơi đạo tràng này. Chúng tôi nghĩ ngôi chùa Minh Hiệp đây trở nên một ngôi già lam thật là nguy nga, cũng như là nơi che mát cho tăng ni trở về đây an trụ tu hành, cũng như Phật tử được thấm nhuần mưa pháp do đại đức hướng dẫn quý vị. Và chúng tôi một lần nữa xin hồi hướng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử gần xa được mọi sự hạnh thông, trong gia đình được hạnh phúc, con cháu đều về và luôn luôn phát tâm hướng về với Tam Bảo để hộ trì hộ pháp cho đại đức Thích An Quang được hành đạo và hóa đạo một cách tốt đẹp. Một lần nữa chúng tôi thay mặt chư tôn thiền đức nơi đây xin nạp thọ lễ phẩm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được kính tri ân những lời pháp nhũ và ngọc vừa rồi của Hòa Thượng Thích Thiện Đồng, và cầu mong cho Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Và những lời pháp nhũ và ngọc vừa rồi cũng sẽ làm hành trang cho chúng con nương vào để có một đời sống an vui và hạnh phúc trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Và với những hình ảnh thật đẹp và thật ý nghĩa vừa rồi, những dòng cảm xúc vừa rồi cũng đã chính thức buổi lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại chùa Minh Hiệp được thập phần vinh viên mãn. Và chúng con cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức thành tâm đảnh lễ cảm tạ quý chư tôn đức đã đáp lời thỉnh cầu của chúng con chứng tích quang lâm chứng minh tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Và cũng xin được cầu nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo soi sáng gia hộ cho quý ngài Phật sự được viên thành, và kính chúc cho tất cả quý vị Phật tử sáng ngày hôm nay được luôn luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây chúng con xin được kính mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta cùng đứng lên chắp tay trang nghiêm, và cũng xin được kính mời ban cung nghinh cung thỉnh quý chư tôn đức tăng ni quang lâm trước điện Phật để làm lễ niêm hương tụng nghi thức Vu Lan báo hiếu trong sáng ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tòa, chư tôn thiền đức tăng ni, tuy rằng ngôi đại hùng bửu điện của chúng con chưa được hoàn thành, nhưng mà hôm nay nhân lễ Vu Lan báo hiếu, chúng con vô cùng hạnh phúc được cung đinh quý ngài về tại bổn tự. Vì vậy nhân duyên tùng duyên sự tụng sự, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức tăng ni đồng khởi thân quang lâm hồi hướng, sau đó cung thỉnh quý ngài về tại đại hùng bửu điện để niêm nhang và cúng ngọ cho chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh hòa thượng khởi xướng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Hương thơm thanh khiết kính dâng lên Tam Bảo, Phật pháp tăng sắc hoa ngọc lan tươi thơm, pháp cúng dường tỏa ngát mười phương. Thành tâm chúng con tha thiết hướng nguyện hộ pháp xương mình, độ chúng sinh linh đến nơi bờ giác, cùng khắp nhân gian thoát khỏi mê lầm.
tâm hương trong lòng, chúng con xin phát nguyện cùng tiến tu sắt son một lòng tin tâm hướng Phật Đà tuệ giác bừng khai. Dù cho biết bao gian khó vẫn kiên cường tỏa sáng chân tâm, dẫu có phong ba sân si nghiệp chướng, lòng quyết nương theo Đức Phật từ bi. Kính lạy Phật Đấng Chánh Giác, đại bi trí dũng thiên nhân dương. Kính lạy Pháp chân lý đạo vàng, trí huệ quang minh diệu pháp viên thông. Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh nguyện Như Lai hoằng pháp lợi sinh. Chúng con quy kinh chắp tay xem chí thành, lạy Thế Tôn cúi xin Phật quang chiếu sáng, đem pháp màu độ khắp trần ai. Niềm tin sống trong chánh pháp chân hòa, đạo lý yêu thương Phật pháp vô biên, an vui hạnh phúc gieo sắc quanh ta.